Rồi mình làm vô logo để mình gắn vô bách phong. Thì đầu tiên là mình tìm một cái logo. Này logo. Giả sử mình lấy cái logo là Honda đi ha. Chọn logo Honda ha. Rồi bất gốc nhưng mà Honda tài trợ, mình đã lấy Honda. Rồi lưu hình ảnh thành. Lưu hình. Rồi quét rồi, quét không biết Photoshop bảo được không, thử nha. Photoshop bảo được không biết cái này không. Photoshop download à, có thấy hình là bảo được không? À, không cho thấy mà không cho mở bên, nó có chương trình mà XN view á, mà không phải đào về đào nó Honda Open File Set Gbed Xem tạo đây ha, tạo này đi đâu Photoshop và Open này là chị bé nè ha, ở dưới nè xóa này đi nè chị bé Open đó. Rồi mình chọn Magic Wand thôi, lấy Magic Wand chọn thôi. Magic Wand này chị vô dấu bấm vô dấu cộng áp thêm á, bấm vô dấu này nè áp thêm đúng không, áp thêm áp thêm áp thêm áp thêm áp thêm đó đó thôi. Rồi bấm chuột phải bấm là make workbook rồi 2.0 nè, rồi để em không được ok đó, nó ra mấy đường bát theo chấm chấm chấm. Sau đó mình vô file mình export sang Illustrator ha, đây bát Illustrator này ha, export bát Illustrator. Ok workbook ha, bảy mặc định là workbook rồi. Ok rồi đặt tên là Honda Moto Logo AI này ha, sale xong rồi bắt đầu qua bên tắt này đi, no home sale đi, qua bên file đại mất này, được file import import đó tên là download hay Honda Moto nè, import cho bên nó vô mẹ object với tôi là scene rồi ok mẹ luôn scene vô object ok luôn. Rồi thì cái này chút lần nữa edit FB Line cái này có rendering nữa, nó bị gì đó bỏ rendering đi, nó là gì thôi đúng không, mình chút nó lên chút nó là 50 là đủ rồi không. Rồi tí nữa hãy vô ly đi ha, rồi mua lên sân khấu của mình đây đúng không, rồi lên bấm chữ E để xoay xoay 90 độ đó, về top Z mua vô build giờ tắt lửa đi mới thấy được giờ đó là phân F Z này đó, đó nằm giữa sân khấu luôn, sau đó là cho rớt là scale theo chủ ý đi thôi nha, nhớ đừng bấm vô tam giác này, bấm vô cái đó này nè nó mới ra ý đi ha, đó ví dụ vậy. Rồi scale rồi thử copy cái đây dành đi còn nó ra mesh line được không nha, copy về line luôn à. Về like mình không hiểu hả, nó logo không hiểu thì chú ý mình đi công vào xếp luôn nha, công vào xe edit bully luôn đó, rồi mới mess like đó, gì nó mới hiểu nhảy đi top z kiểm tra lại phân
đó là cái mét đai và mét tiêu bạn nha. Hai cái này đi cho đỡ rồi chọn cái này nha, cái này cũng vậy cho nó cái radian luôn, cái này hiểu không nha. Rồi ship v cái này cũng bị giống như cái chữ này nó vậy là mình phải lấy phần dao nó mới hiểu. Giờ lấy phần dao thôi cho mấy bạn luôn coi thử phần dao ha. Khi mà công vật hết hô rồi hôm nay mà nãy copy cái để dành này không, chọn cái này ha để dành. Rồi giờ lấy cái từ này nè, cái từ này là chính là làm phần dao là ship copy ra copy ha, top z yep. Mua qua đây mua vô nữa rồi vô cái dấu cộng combox check robolin chọn là intersection ha, rồi start picking để vô đây mục tiêu undo intersection gì thằng này phải bự hơn nè. Mua lại chọn này cho nó dày lên nữa, modify nó à nó chưa thành edibly thì nó chưa được công vật hẳn luôn á mới được ha, công vật sang edibly luôn rồi làm lại ha, lấy mình dao combo chép robolin star picking đó rồi top w mu lại mess line mới là mess line cho nó mới méo tốt yes bị lật trục không bắt đầu steel ha rồi nó map bit map ship quy phải không, có nghĩa là phải lấy phần dao đó mới ra được cái hiệu ứng là radian đó, còn để mặc định nó không ra rồi ok.